Mình sợ chó. Mày ơi sợ. Rồi chó phủ ngoài mà sợ gì. Sợ nè. Rồi cái sữa này bú nè, bú bú xong rồi ngủ nha. Mày sao kêu gì? Kiếm ba hả? Ôi. Để đây, để đây. Qua đây, qua ba. Ồ, thì kiếm ba hả? Ôi, ba mới ra ngoài con tí mới làm mày căng vậy. Để ba rửa bình đã nha. Nè nấm nè. Đó. Đó. Đó, cho hết luôn đó. Đó. Để mà hâm sữa để cho làm cái gì. Chị mặt cái ghế. Lại hả? Ngủ sao? Rồi xong đi luôn rồi. Rồi tìm ra. Đây gà, đây đây đây. Đây cái đá gì không? Mẹ cái đây. À thôi, mẹ cháu chỗ này. Nè, bố em. Thôi. Nhiệt tình lắm. Để xin xin lời đi. Trẻ hơn đó. Cô mẹ già la luôn rồi. Tìm ai? Đi rồi. Đây, qua ngủ của ba nè.